Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là lễ hội được các tộc họ trên huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi duy trì hàng trăm năm nay. Lễ hội được tổ chức nhằm tri ân những hùng binh đã hy sinh khi theo lệnh triều đình ra quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa tìm kiếm sản vật, đo đạc, cắm mốc, dựng bia chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam trên vùng biển Đông. Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là một nghi lễ nó gắn liền với cái nguồn gốc và chức năng của đội Hoàng Sa đã thành lập mà từ nhiều thế kỷ trước, mà theo các bộ chính sử ghi vào đời thời Chúa Nguyễn và liên tiếp nó diễn ra trong suốt 3-4 thế kỷ. Tham dự lễ hội khao lề thế lính Hoàng Sa, chúng ta thấy rằng cách cúng tế các thuyền lễ tượng trưng cho các binh vua Hoàng Sa, Trường Sa trong lễ thức này là nó có tái hiện lại năm chiếc thuyền mà chiếc thuyền câu, trong đó có những hình nhân tượng trưng cho những binh vua Hoàng Sa đi Hoàng Sa, Trường Sa. Ngược dòng lịch sử trở lại những ngày đầu khi mới thành lập đội Hoàng Sa, mỗi năm người dân đảo Lý Sơn lại được tuyển mộ vào đội làm binh phu đi khai thác và bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa. Việc này được gọi là thế lính. Để tưởng nhớ công lao của cha anh, hàng năm nơi nào có binh phu đi Hoàng Sa năm xưa đều tổ chức lễ hội vào các ngày 18, 19 và 20 tháng 4 âm lịch. Thì cảm thấy là mấy năm nay được cái sự quan tâm của nhà nước rất là nhiều lớn, các cái bộ văn hóa thể thao thể dục cũng quan tâm nhiều để tạo nên cái không khí về cái ngày lễ tế lính Hoàng Sa đó thì rất là đậm đà hơn những cái năm trước đó. Thì cái cảm xúc của người dân Lý Sơn ở chỗ này là cảm thấy là cũng có một cái sự là phấn khởi, có một cái niềm tin. Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là hoạt động nhằm bảo tồn một loại hình văn hóa tín ngưỡng tiêu biểu trên đất đảo Lý Sơn cũng như ven biển tỉnh Quảng Ngãi và cả nước nói chung. Việc lễ hội này được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của quốc gia sẽ góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đặc biệt là vùng biển Đông với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc.